Vâng, đồ gỗ Tùng Táo xin trân trọng giới thiệu quý vị. Hôm nay là ngày đúng 5 giờ chiều ngày 28 tháng 6. Đồ gỗ Tùng Táo đang có mặt tại nhà anh Thắng. Vâng. Anh gọi anh Thắng gì nhỉ? Hả? Thắng Tân à? Thắng Tâm. Vâng, có mặt tại nhà anh Thắng Tâm ở Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê. Vâng, đang có bộ đang bàn giao cho anh bộ ghế mít Minh Quốc Đảo còn 12 đây. Đây vợ chồng anh đang kê lại cái bàn thờ đây. Đang kê lại cái bàn thờ để cho kê ghế vào cho nó rộng. Không cả. Bây giờ đúng vào 5 giờ chiều nhỉ? 5 giờ chiều ngày 28 tháng 6 2018. Trực tiếp tôi đang bàn giao cho anh Thắng Tâm ở Tuy Lộc, Cẩm Khê bộ ghế Minh Quốc Đảo bằng gỗ Mita, 100% bằng gỗ Mita luôn, cột 12. Giới thiệu quý vị chi tiết bộ ghế Minh Quốc Đảo cột 12 bằng gỗ Mita. Vợ chồng anh đang xếp lại cái rồi lúc nào làm một cái bàn cũ sau quay để tạm bỏ mang. Cái này là rộng rồi, anh thử lôi cái bàn nào xem nào. Bàn đây à anh? Vâng. Chú ra đây đứng này. À cho cái đôn á, đấy gọi cái đôn hoa, bàn trà gọi bàn trà để đồ bàn. Đấy để ngang ấy, để ngang đấy thế. Vâng. Làm 6, 8 món thì để đâu hết rồi. 8 món hơi chật. Tất là để nút kính vào cho bạn. Để nút kính vào cho bác đi, để vào cái đôn này. Để sang cái đôn này cho bác. Đấy, có tủ chè đó anh chị muốn kết đổi sang án gian em đổi luôn. Tủ chè cũ, đó. Không, đổi cát cái đấy tính. Đổi hoài, đổi cát thì em lấy tiền đâu. Ở cá mà cái kia nó to hay bé, cứ tính cân, tính trọng lượng đây. Đấy, anh để hai cái bốn cái nút ấy sang bên cái đôn kia đi. Đấy, thế là được. Rồi cho vào đi, cho nó hai ghế vào cho là đẹp không? Không được cũng vừa đấy, không ấy đâu. Không nhà mẫu nhà bây giờ cũng bên dưới lòng nhà ngang là bốn mét rưỡi mà xây kiểu nhà đợt trước nhà chú là rộng rồi đấy. Đây sẽ rộng, bây giờ cũng là 4 mét, 4 mét 1 à? Còn ngày trước là 4 mét 1, xong 4 mét 3. Còn thì 4 mét rưỡi. Bây giờ nó làm 4 mét 7 rồi. Em vừa rồi xây 5 mét rồi. Đó, giờ thế mới rộng. Vâng. Bây giờ càng ngày nó càng rộng. Lại càng không mất công làm thì làm cho rộng cho nó rộng mà. Đấy, đồ để đây. Đấy xong mình lưu à? Xong rồi. Thì chưa cái gì. Đấy, màu hả anh? Đấy màu đấy được không? Màu này màu sáng hơn này, này vâng, đấy màu mít đúng kiểu vân mít. Vân mít tự nhiên này, nhìn cột. Nhìn cột này. Bán nó to để bán gì cơ ra. Anh này nhìn cột đúng vân cho nên nó vằn vẹo đúng kiểu. Không, cái này. Đấy. Nó đến nhà tại xưởng đặt từ bắt đầu phần thô vào đến phần hoàn thiện. Vâng. Bốn nào bằng
Đấy, anh Thắng anh đang bảo anh đến tận sở anh đặt bộ ghế nhất ưng ý. Đúng. Đặt có nhu cầu lâu nhưng mà chưa tìm được địa chỉ. Vâng, bây anh mới tìm ra địa chỉ. Đồ gỗ Thùng Tám. Thế này bàn giao cho anh Thắng Tâm nhỉ? Thắng Tâm. Vâng, tại Cuba Quyết Tiến Tư Lộc. Cuba Quyết Tiến Tư Lộc. Vâng, anh rất ưng ý bộ gỗ Mita. Đấy, anh có cái tủ chè cái nó anh có nhu cầu chuyển đổi em chuyển luôn. Không, nào ấy chiếc của Bia là còn phải lo nhiều các cháu là mai mới lo đại học là chưa thích lắm nhưng mà cũng phải sống dần. Vâng.